Em mời đại ca dùng trước ạ. Chúng mày mở to mắt cho mày nhìn, cả lũ chỉ vì mình thôi, có mỗi thằng này nó biết trên biết dưới. Dạ, em xin phép đại ca. À, em không có ý gì đâu ạ. Em mời anh cứ dùng đi ạ. Nếu anh ăn không thấy vừa miệng thì để em đổi bát khác. Các cậu không giải quyết được đâu. Nhắn nhá. Nói đi, nói đi. Này, hả? Sao mày không vào? Đùa anh ơi, nó biết mặt em rồi, em vào làm sao được. Bây giờ như này, các anh vào nhá, càng làm ầm ĩ càng tốt cho em. Nhớ là đừng có mà gây thương tích hay là đập phá cái gì nhá. Ở đây nó không như trên mỏ mình đâu. Đi vào đi. Không phải dễ khôn, gớm tao đẻ mấy cái trò này. Đi vào đi. Chúng mày. Đi. Gọi quản lý ra đây. Chuyện gì cũng có cách giải quyết ạ. Các anh chị bình tĩnh ạ. Quản lý đâu? Gọi quản lý ra đây. Các anh là ai? Chúng tôi là khách du lịch. Hiện tại chúng tôi mất rất nhiều hành lý trên xe của Toàn Lâm, mà toàn đồ giá trị. Cả một công ty lớn như thế này, các ông thu chúng tôi toàn chi phí cao. Tôi yêu cầu bồi thường. Các anh có bằng chứng gì không? Ông giám đốc ra đây! Ông đứng ra! Gọi giám đốc ra đây! Gọi ra đây! Ông của Toàn Lâm! Ông ơi! Bảo vệ Toàn Lâm đánh người! Gọi công an ra đây nhanh lên! Ui! Anh! Rất cơ mình! Mày nghĩ ra trò này đấy à? Dạ. Cái này em chỉ có tí ý tưởng thôi anh ạ. Còn đâu cụ thể diễn xuất như nào các anh nhà mình tự phát huy ạ. Dạ. Tốt. Cứ thế nhá. Dạ. Anh cảm ơn anh. Chúng mày nghe cho kỹ đây này. Kể từ ngày hôm nay sẽ đưa thêm hoạt động solo một chọi một vào danh mục huấn luyện. Đứa nào thắng thì được thưởng. Thằng nào thua sẽ bưng trà rót nước, dọn vệ sinh cho cả đội. Rõ chưa? Đó. Rõ. Chị ơi, đằng nào em cũng quen chạy cái chân bưng bô rồi chị. Chị cho em xin thua luôn đi ạ. Thằng hẹn. Đánh. Chị ơi, đánh với thằng này, em đánh với bao cát còn hơn. Chị ơi, em xin góp tiền mua bao cát. Thôi. Giỏi, giỏi lắm. Đúng là nhân tài. Tao cần một thằng lẻo mép, giỏi ứng biến. Cái điều quan trọng ấy là giỏi chịu đòn. Dạ vâng ạ. Đại ca, thế thì để em tìm người cho đại ca, đảm bảo đạt yêu cầu luôn ạ. Không. Mày. Không, đại ca ơi. Em còn phải phấn đấu nhiều đại ca. Đại ca cứ cho em đi theo các anh dăm ba năm nữa đã đại ca. Thằng ngu. Sếp tạo điều kiện cho mày lập công, mày không muốn à? Muốn thì muốn, nhưng mà đại ca cứ mỗi khi nghe đến cái việc chịu đòn giỏi là tự nhiên người em nó gai hết cả người, mà nó lạnh hết sống lưng đại ca. Mày cãi lời tao. Em còn dám cãi đại ca đâu ạ. Đại ca bảo gì em nghe đấy ạ. Thế mới xứng đáng làm đàn em của tao. Mấy tháng nay mày chịu khổ, chịu nhục, tao nhìn thấy hết. Đây là cơ hội tốt để mày thoát khỏi vị trí bét mảng. Yên tâm đi, nếu mày có vấn đề gì anh sẽ lo cho mày. Nhưng mà mệnh hệ gì là mệnh hệ gì ạ? Em nghe có vẻ nguy hiểm. Mày nhìn kỹ mặt tao đi. Nhìn kỹ đi. Chúng mày, mặt anh có phải là cái loại mà đưa đàn em vào chỗ chết không? Không ạ. Em thấy mặt đại ca phúc hậu lắm đại ca. Thằng bố mày. Lẻo mép.
giỏi ứng biến. Nhiệm vụ này ngoài mày ra không ai làm được nhá. Nhưng mà đại ca ơi, nhiệm vụ này cụ thể là nhiệm vụ gì ạ? Khi nào làm không biết. Vị trí làm nhiệm vụ ngay cạnh bệnh viện. Chỉ cần mày không ngỏm sớm, kiểu gì anh cũng có cách cứu được mày. Nhanh lên. Ông ơi, bà lại đi kiểu gì đây hả? Đi sao? Đi nào đây? Mày đi kiểu gì đấy? Con vô dại đi kiểu gì đấy? Mày như nào? Mày như nào? Mày như cùng là con người với nhau mà đánh mình như này, chịu ơi. Vẫn chơi game được là còn ngon chán. Đau quá chơi game cho nó phân tâm. Mà ông không cần phải chọc ngoáy đâu. Tôi hỏi bác sĩ rồi, anh chủ yếu là chấn thương phần mềm, nằm vài tuần là khỏi. Đấy là ông tự nói thế, nặng hay không tôi biết. Tôi muốn thương lượng với anh để giải quyết chuyện này. Không được đâu. Tôi đang chờ kết quả giám định thương tật, xong gửi đơn sang bên công an, xem là người ta giải quyết như nào thì người ta giải quyết. Anh à, hay là anh cứ để em tự uống được anh ạ. Như này ngại lắm. Không sao, đây là chế độ đặc biệt dành cho công thần. Chú lập công lớn rồi đấy. Nhưng mà... Nào! Nhưng mà đơn kiện của em đâu có làm gì được nó đâu anh. Thương tích của em... Cứ có thương tích là được rồi. Còn nếu nhẹ quá thì mình làm cho nó nặng lên. À, anh đùa tí thôi, xem mức độ nặng nhẹ thế nào. Mà cái thằng chó điên ấy nó tẩn mày cũng kinh phết ấy nhỉ. Giấy chứng nhận của em bác sĩ cũng làm rồi, bây giờ có nặng thêm nữa thì không ăn thua rồi anh ạ. Thôi được rồi, cứ yên tâm ở đây mà tĩnh dưỡng nhá. Mọi việc anh đã bàn giao cho bác sĩ đến nơi đến chốn cả rồi. Khi nào khỏe thì hãng lên núi. Thế nhá. Anh ơi! Chết. Xin lỗi. Anh phải nằm lại viện. Có mấy chuyện phát sinh em ạ.